Xin chào các bạn, có nhiều bạn sinh viên muốn du học Mỹ thế nhưng vốn tiếng Anh không được giỏi lắm. Và khi trả lời phỏng vấn cùng lãnh sự thì các bạn sinh viên thường không tự tin với vốn tiếng Anh của mình. Vậy phỏng vấn visa du học Mỹ, tiếng Việt hay tiếng Anh có được trả lời tiếng Việt với những câu hỏi từ phía lãnh sự hay không? Đây là câu hỏi được rất nhiều các bạn học sinh đặt ra cho công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Thì ngày hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng với lại chị Ngọc Ý là tư vấn viên sẽ giúp các bạn học sinh giải đáp các thắc mắc của mình nhé. Đến với lại câu hỏi thứ nhất là từ bạn Phương Linh. Chào chị Ngọc Ý, em đang làm hồ sơ du học Mỹ, sắp đến ngày em đi phỏng vấn nên em rất lo sợ vì em cũng không tự tin vào khả năng tiếng Anh của mình lắm. Vậy chị cho em hỏi phỏng vấn visa du học Mỹ là tiếng Việt hay là tiếng Anh? Cảm ơn Xuân Anh, chào các bạn đang theo dõi chương trình này. Chào Linh và cảm ơn câu hỏi của Linh. Riêng đối với viên chức visa đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ thì thường là người Mỹ hoặc là cái người khác có quốc tịch Mỹ, thì ngoài việc họ có thể nói thành thạo tiếng Việt, họ còn có thể đọc và viết đúng tiếng Việt nữa, bởi vì họ đã trải qua một khóa học về ngôn ngữ của người bản địa trước khi đi công tác tại nước ngoài, cụ thể là Việt Nam. Tuy nhiên, họ được sự hỗ trợ của các nhân viên người Việt Nam làm thông dịch viên trong các buổi phỏng vấn. Vì vậy, khi người Việt Nam xin visa thuộc diện không có yêu cầu về năng lực ngoại ngữ như là visa du lịch hoặc là visa đoàn tụ gia đình, visa ngắn hạn, xin đi vì lý do kinh doanh, công tác thì đương đơn có thể nói tiếng Việt trực tiếp với viên chức lãnh sự quán Mỹ. Riêng đối với các đương đơn là du học sinh, người xin visa định cư theo diện có tay nghề thì còn phải nói tiếng Anh tại buổi phỏng vấn, vì đó là những trường hợp có yêu cầu về năng lực ngoại ngữ. Viên chức tổng lãnh sự quán sẽ kiểm tra, đánh giá năng lực của đương đơn qua tiếp xúc tại buổi phỏng vấn trước khi có quyết định cấp visa hay không em nhé. Tiếp đến với lại câu thứ hai là từ một bạn có tên là Thành Duy. Em rất vui vì được tham gia buổi chia sẻ về phỏng vấn visa du học Mỹ tiếng Việt hay tiếng Anh. Ví dụ như là trong buổi phỏng vấn với viên chức lãnh sự, em đang trả lời bằng tiếng Anh, nhưng có từ em không biết và nói tiếng Việt. Vậy khi em nói Anh Việt lẫn lộn như vậy thì có gây phản cảm hay không thưa chị? Chào Duy. Khi phỏng vấn visa du học Mỹ, các bạn nên trả lời hoàn toàn bằng tiếng Anh, hạn chế nói bằng tiếng Việt vì họ sẽ cho rằng bạn không đủ khả năng tiếng Anh để đi du học. Khi bạn nghe không được họ nói bằng tiếng Anh thì hãy nói pardon me hoặc là please repeat for me. Thì nhân viên lãnh sự sẽ lặp lại câu hỏi giúp bạn, và nếu bạn vẫn không hiểu nội dung câu hỏi thì hãy nhìn người phiên dịch, họ sẽ dịch lại cho bạn, nhưng nhất thiết bạn phải trả lời họ lại bằng tiếng Anh, trừ khi nào khó nói bằng tiếng Anh lắm hoặc bạn cảm thấy nói bằng tiếng Anh không đủ để giải thích hết ý của bạn thì hãy xin lãnh sự nói bằng tiếng Việt. Bạn có thể nói với lãnh sự là sorry, could I speak Vietnamese to answer this question? Để tránh tình trạng nói tiếng Anh Việt lẫn lộn có thể gây mất thiện cảm với lãnh sự, bạn nên chọn trả lời bằng tiếng Anh cho những câu hỏi có đề tài mà bạn sẽ trả lời lưu loát, và yêu cầu được trả lời bằng tiếng Việt cho những câu hỏi có đề tài mà mình chưa tự tin lắm. Tóm lại, bạn nên lựa chọn giải pháp khôn ngoan trong quá trình phỏng vấn. Nếu bạn không thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh, hãy đề nghị được nói bằng tiếng Việt hoặc là dùng phiên dịch viên để bạn có thể trình bày rõ ràng và xúc tích chính xác nhất nhé. Hy vọng là với câu trả lời của chị Ngọc Ý thì bạn Thành Duy đã có thêm kinh nghiệm để đi phỏng vấn nha. Thì đến tiếp với lại câu hỏi thứ 3. Chào chị Ngọc Ý, em tên là Hồng Thanh, em sắp tốt nghiệp lớp 12 và dự định sang Mỹ học cao đẳng cộng đồng. Em được biết là phải vượt qua buổi phỏng vấn xin visa tại đại sứ quán thì mới được du học Mỹ. Vậy nếu tiếng Anh em không tốt, lãnh sự hỏi em là tiếng Anh em chưa đủ tốt thế này làm sao học được tại Mỹ, thì em phải trả lời như thế nào ạ? Chào Thanh, thật ra đây là những câu hỏi nhằm kiểm tra trình độ tiếng Anh của các bạn, đồng thời cũng để lãnh sự quán đánh giá về sự nhạy bén, nhanh nhạy, linh hoạt. Khi gặp các câu hỏi này, các bạn không nên lúng túng mà cần phải thật bình tĩnh, trả lời thật linh hoạt để ghi điểm trong mắt lãnh sự. Có một sai lầm cho các bạn du học sinh là khi có những câu hỏi phủ định như tiếng Anh của bạn chưa đủ tốt thế này thì làm sao học được tại Mỹ. Khi nghe như vậy thì các bạn đừng quá lúng túng mà đánh mất sự tự tin. Hãy nói với họ rằng tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt, vì vậy tôi mới đăng ký cái khóa học tiếng Anh ngắn hạn trước khóa học chính. Với môi trường học tốt như vậy, cùng với sự chăm chỉ, cầu tiến của tôi, chắc chắn tôi sẽ đáp ứng tốt khóa học của mình. Một câu trả lời nhanh nhạy, linh hoạt, hợp tình hợp lý như thế sẽ giúp các bạn có kết quả tốt trong buổi phỏng vấn. Đến với câu hỏi thứ tư là từ một bạn có Facebook tên là Hồng Nhung. Thì bạn đó đã gửi tin nhắn về cho Tân Đại Dương như sau.
Chị Ngọc Ý có thể chia sẻ thêm về những câu hỏi mà lãnh sự có thể hỏi trong buổi phỏng vấn được không ạ? Em xin cảm ơn. Chào Nhung, cảm ơn câu hỏi của Nhung. Có lẽ vượt qua phỏng vấn du học xin visa để du học Mỹ là cửa ải cuối cùng quyết định tấm vé đi du học Mỹ mà các bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở du học tên Lệ Dương xin chia sẻ một số câu hỏi phỏng vấn thông dụng thường gặp, hy vọng sẽ giúp các bạn sắp phỏng vấn visa Mỹ tự tin hơn. Một số câu hỏi như là tại sao bạn chọn trường này và bạn đã tìm thấy nó như thế nào? Tại sao bạn chọn đi du học ở nước chúng tôi mà không phải ở một nước khác? Bạn có dự định làm việc ở đất nước chúng tôi sau khi khóa học kết thúc? Hoặc là bạn sẽ ở đâu khi du học tại đất nước của chúng tôi? Hoặc là câu hỏi người tài trợ cho việc học của bạn là ai? Chi phí cho việc học của bạn là bao nhiêu một năm? Hoặc là bạn có kế hoạch gì khi học xong? Bạn có người thân nào ở nước chúng tôi không? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa liên quan đến vấn đề du học thì khi làm hồ sơ các anh chị tư vấn bên Tân Đại Dương sẽ hướng dẫn em nhé. Thì tiếp đến là câu hỏi thứ 5. Chào chị Ngọc Ý, em tên là Nam. Em được biết du học Tân Đại Dương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xin visa du học Mỹ. Chị có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm phỏng vấn visa du học Mỹ được không ạ? Về kinh nghiệm phỏng vấn xin visa Mỹ, thứ nhất là bạn cần chuẩn bị tâm lý thoải mái, tự tin, xác định rõ đối tượng mình sẽ tiếp xúc là viên chức Mỹ. Chịu trách nhiệm phỏng vấn visa, họ sẽ hỏi bạn những câu liên quan đến học tập, tài chính và dự định của tương lai bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất là từ 3 hoặc đến 10 phút. Bạn hãy suy nghĩ theo hướng cuộc phỏng vấn như một cuộc trò chuyện mà người nói phải thuyết phục người nghe. Theo hướng như vậy, trước hết chính các bạn sẽ có một tâm lý thoải mái hơn, bình tĩnh hơn và chắc chắn sẽ tự tin hơn. Tự tin đã là thành công 50% rồi đấy. Về trang phục thì gọn gàng, chỉnh tề, trang phục lịch sự để tạo ấn tượng tốt. Bạn biết rõ là ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, họ chỉ có vài phút tiếp xúc với bạn nhưng sẽ quyết định hoàn toàn buổi phỏng vấn du học Mỹ của bạn. Vậy nên hãy để cho họ có cái nhìn thiện cảm về bề ngoài chín chắn và đỉnh đạt của bạn. Hãy lựa chọn giải pháp khôn ngoan bằng cách cố gắng luyện tập tiếng Anh tốt nhất để bạn có thể trình bày rõ ràng, xúc tích, chính xác nhất những dự định về kế hoạch của mình tại Mỹ. Kế hoạch học tập khoa học, hãy nêu kế hoạch học tập của bạn một cách ngắn gọn và rõ ràng để các viên chức trong buổi phỏng vấn du học Mỹ có thể cảm nhận được sự chân thành và tha thiết muốn du học của bạn trong từng lời nói. Về kế hoạch thì học tập phải rõ ràng, chi tiết và đầy tính thuyết phục. Hãy chuẩn bị để giải thích rõ ràng lý do trường mà bạn chọn, ngành mà bạn học, mà bạn yêu thích vì sao lại muốn đi du học mà không học tại Việt Nam. Tìm hiểu thật kỹ ngành học mà bạn sẽ theo đuổi trong quá trình du học, những cái lợi mà bạn có được khi đi học ở Mỹ và dự định sau khi học xong, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của bạn tại Việt Nam. Để thuyết phục viên chức trong buổi phỏng vấn du học Mỹ thì chuẩn bị những lý do vững chắc và cụ thể nhất. Tại sao bạn lại chọn Mỹ để đi du học chứ không phải là một quốc gia nào khác? Dự định về chỗ ở trong khi học, đi lại, tài chính cho du học như thế nào? Đã chuẩn bị gì cho cuộc sống xa nhà? Nên chủ động trong câu trả lời. Ví dụ như người ta hỏi bạn, bạn qua Mỹ làm gì? Thì người ta không hề muốn nghe câu trả lời của bạn chỉ đơn giản là tôi qua Mỹ để đi du học, mà một câu trả lời ăn điểm sẽ là tôi qua Mỹ để học ngành ABC vì tôi có một niềm đam mê từ ngành ABC ở Việt Nam. Tôi đã tìm hiểu và học về ngành này, nay qua Mỹ tôi muốn tiếp tục được học ngành ABC này và chứng minh được quay về nước sau khi học xong. Hãy cho họ thấy rằng đất nước của bạn rất tốt đẹp và phát triển, và tôi sẽ trở về Việt Nam với những lý do hết sức thuyết phục của mình. Hãy cho họ biết rằng bạn còn có nhiều sự ràng buộc ở Việt Nam như là các mối quan hệ về gia đình, họ hàng, tài sản mà bạn sẽ sở hữu từ ba mẹ hoặc một tương lai sáng lạn ở Việt Nam mà bạn không thể từ chối. Về tài chính thì phải minh bạch đầy đủ. Hồ sơ xin visa du học được đánh giá cao khi có thông tin tài chính đầy đủ, rõ ràng, kiểm chứng được và có nguồn gốc rõ ràng. Tình trạng tài chính của gia đình sẽ là yếu tố đầu tiên để được xét duyệt và làm cho phỏng vấn du học Mỹ thành công là bước đầu. Gia đình bạn phải trình bằng chứng cho họ thấy là làm ăn khá giả, có đủ tiền trả học phí cho những chi phí khác cho bạn đi học và sống ở Mỹ. Tình trạng tài chính của gia đình đủ để tác động bạn trở về quê hương sau khi việc học hoàn tất. Và khi buổi phỏng vấn du học Mỹ của bạn không đạt được kết quả như mong muốn, bị từ chối cấp visa không có nghĩa là con đường du học Mỹ của bạn đã kết thúc vĩnh viễn. Nếu lần sau bạn thay đổi được các vấn đề còn vướng mắc, như là chứng minh được tình trạng tài chính đã ổn định hơn hoặc là lý do đi du học một cách thuyết phục hơn,
thì hãy tiếp tục đăng ký xin phỏng vấn du học Mỹ. Hy vọng là các bạn học sinh đã có những trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm cho mình trong buổi phỏng vấn du học Mỹ nhé. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, địa chỉ tại quận 1, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 028 38 48 4879, hoặc chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028 38 38 2080. Và Tân Đại Dương không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào các bạn.